Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các thuật ngữ giải phẫu liên quan đến hệ thần kinh phần 1 về chủ đề anatomy hay là cấu trúc giải phẫu nhé. Khởi đầu với cấu trúc giải phẫu thì chúng ta thấy là brain, đây chính là phần não bộ này, spinal cord là phần tủy sống, và brain và spinal cord chính là cái cấu trúc liên quan đến hệ thần kinh trung ương hay là central nervous system. Đối với phần tủy sống thì sẽ được chia thành 4 đoạn chính. Một đó là cervical hay là tủy cổ này, hai là thoracic hay là tủy ngực, lumbar là tủy thắt lưng và sacral là vùng cùng cụt nhé. Đối với tủy cổ thì sẽ có từ C1 đến C8 và gồm hai cái đám rối chính, đó là cervical plexus và brachial plexus. Cái plexus này chính là cái đám rối thần kinh nhé. Cervical là đám rối cổ này, brachial là đám rối cánh tay nhé. Đối với tủy ngực hay là thoracic này sẽ từ T1 đến T12. Thắt lưng là từ L1 đến L5, sacral là từ S1 đến S5 và caudal chính là cái phần chùm đuôi ngựa nhé. Femoral nerve chính là thần kinh đùi. Đối với tổng quan hệ thần kinh thì sẽ được chia thành central nervous system hay là CNS, đó chính là hệ thần kinh trung ương. Peripheral nervous system hay là PNS, đó là hệ thần kinh ngoại biên. Đối với hệ thần kinh trung ương thì bao gồm brain và spinal cord hay là não bộ và tủy sống. Hệ thần kinh ngoại biên thì bao gồm spinal nerve, tức là liên quan đến thần kinh tủy này. Cranial nerve là thần kinh sọ này, plexus là các cái đám rối thần kinh ấy. Và peripheral nerve tức là thần kinh ngoại biên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về 12 dây thần kinh sọ nhé. Dây thần kinh thứ nhất là olfactory. Olfactory là liên quan đến khứu giác nhé, smell hay là mùi này. Dây thần kinh số 2 là optic này, vision hay là liên quan đến thị giác này. Dây thần kinh số 3, số 4, số 6 thì liên quan đến cử động mắt nhé. Dây thần kinh số 3 là oculomotor, thì tác động lên cái cơ trong và cơ trên này để đưa mắt vào trong và lên trên. Dây thần kinh số 4 hay là dây thần kinh rồng rọc ấy là cochlea, là tác động lên cơ ngoài này thì nó giúp bệnh nhân nhìn ra ngoài và xuống dưới này. Còn abduction là dây thần kinh số 6, là tác động lên cơ để giúp bệnh nhân liếc ngoài nhé. Dây thần kinh số 5 là trigeminal, là dây thần kinh sinh ba, thì có nó sẽ chia thành 3 nhánh tác động này. Nhánh thứ nhất là cảm giác vùng trán và da đầu. Nhánh thứ hai là tác động lên vùng cảm giác má và nhánh thứ ba là nhai. Dây thần kinh số 7 là facial, thì cũng có 3 tác động chính, một là cử động mặt và da đầu này. Thứ hai là vị giác và thứ ba là cảm giác ở vùng tai. Dây thần kinh số 8 là dây thần kinh tiền đình ốc tai nhé, là vestibular cochlea. Có 2 tác dụng chính, đó là nghe và giữ thăng bằng. Dây thần kinh số 9 hay còn gọi là dây thần kinh thiệt hầu. Dây thần kinh thiệt hầu thì có vai trò là cảm giác lưỡi và họng này. Dây thần kinh số 10, vagal hay còn gọi là dây thần kinh lang thang, bởi vì nó tác động từ trên cơ thể xuống phía dưới cơ thể. Tác động thứ nhất là ho hắt hơi này, tác động thứ hai là lên nhịp tim và huyết áp, tác động thứ ba là lên nhu động ruột nhé. Dây thần kinh số 11 là accessory nhé, là dây thần kinh phụ, thì có tác động là nuốt, cử động đầu và vai này. Và dây thần kinh số 12 đó là dây thần kinh hạ thiệt hay là hypoglossal, là có tác động nói và nuốt. Vậy thì tổng quan thì hệ thần kinh chúng ta là chia thành central nervous system hay là hệ thần kinh trung ương, gồm có brain và spinal cord là não bộ và tủy sống. Peripheral nervous system thì gồm có cranial nerve là 12 dây thần kinh sọ này, spinal nerve là 31 đôi dây thần kinh tủy sống nhé, và autonomic nerve tức là liên quan đến những cái thần kinh tự động hay là thần kinh thực vật ấy, thì sẽ được chia thành parasympathetic và sympathetic, tức là thần kinh phó giao cảm và thần kinh giao cảm nhé. Tiếp theo là những cái cấu trúc và những cái giải phẫu phân vùng này. Đây chính là cấu trúc của neuron, là đơn vị cấu trúc của hệ thần kinh nhé. Neuron thì chúng ta thấy gồm có thân tế bào này, chứa nhân nhé. Và xung quanh cái phần thân này chính là dendrite hay là sợi nhánh này. Đây là cái vị trí đầu tiên để tiếp nhận những cái xung dẫn truyền. Axon là sợi trục để nó dẫn truyền cái xung thần kinh này đi đến các tế bào tiếp theo. Thì ở đây có cái cấu trúc gọi là synapse này, là cái khớp nối thần kinh nhé. Ở đây mình mô phỏng là cái khớp nối thần kinh này. Tại cái vị trí ở phía trước của synapse là presynaptic này, tiền synapse, và phía sau chính là postsynaptic này. Ở phía khoảng giữa thì có một cái khe synapse. Thì khe synapse này
Nó sẽ có những cái neurotransmitter được giải phóng từ presynaptic này. Nó sẽ gắn vào cái receptor ở phần postsynapse này để tiếp tục mở cái cổng, mở cái kênh gọi là kanji kali và tiếp tục dẫn truyền cái xung điện thế vào cái sợi dây thần kinh tiếp theo. Thì cụ thể về phần synapse này chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần sinh lý. Tuy nhiên hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu các cái thuật ngữ liên quan đến neuron và synapse. Về giải phẫu phân vùng của phần não bộ, chúng ta thấy đây là cái cerebrum hay là cái bán cầu đại não này. Phần phía sau đây chính là cerebellum hay là tiểu não này. Thì cái phân vùng chúng ta thấy là cái phần phía trước frontal lobe, tức là phần thùy trán nhé. Thùy trán thì liên quan đến suy nghĩ, hành vi, tính cách và cảm xúc này. Phần đỉnh hay là parietal lobe, tức là phần thùy đỉnh này, liên quan đến vùng cảm giác này. Phần phía sau là đi từ phía trước ra phía sau nhé, thì sẽ có thùy trán này, thùy đỉnh và phần phía sau chính là thùy chẩm hay là occipital lobe, liên quan đến phần thùy thị giác này. Thì nó có cái hai cái vùng ngôn ngữ ở đây, đó là Wernicke và Broca. Wernicke area là vùng hiểu ngôn ngữ này, còn Broca area là để biểu đạt ngôn ngữ. Phần phía giữa này, phía dưới này thì có cái temporal lobe, tức là thùy thái dương nhé, để nghe và hiểu ngôn ngữ. Tóm lại ở đây chúng ta để ý đến bốn cái vùng chính, đó là frontal, parietal, occipital và temporal, là liên quan đến thùy đỉnh này, thùy trán này, thùy đỉnh này, thùy chẩm và thùy thái dương. Đó là những cái cấu trúc giải phẫu liên quan đến phần phân vùng. Tiếp theo là chúng ta thấy là cái phần giải phẫu mặt cắt ngang này. Đây là cerebrum, tức là cái phần đại não này. Phía giữa này thì có cái phần thalamus, chính là vùng đồi thị này. Phía trên nó là basal ganglia, tức là hạch nền nhé. Phía dưới của thalamus chính là hypothalamus, tức là vùng hạ đồi. Phần phía dưới vùng hạ đồi chính là, đây cái cấu trúc mà liên quan đến vùng hạ đồi là pituitary gland, tức là tuyến yên nhé. Đây là cái trục mà chúng ta khá là quen thuộc rồi, đồi thị, hạ đồi và tuyến yên. Cerebellum, tức là phần não phía sau này, liên quan đến vùng tiểu não nhé. Phần thân não, tức là cái vị trí mà gọi là brainstem ấy, là vị trí kết nối giữa brain và spinal cord, tức là não bộ và tủy sống, chính là vùng thân não nằm ở ngay phía vùng não bộ phía sau này, gồm có pons và medulla, tức là gồm có cầu não và hành não. Đây là phần spinal cord phía sau. Vậy thì medulla nó chứa ba cái chung khu quan trọng vào cái vùng sau gáy của mình ấy, gồm có respiratory center là trung tâm hô hấp nhé, cardiac center là trung tâm tim mạch này, và vasomotor center là cái trung tâm vận mạch đấy. Phần còn lại trước khi kết thúc video ngày hôm nay là liên quan đến cấu trúc giải phẫu của vùng tủy sống nhé. Đây là cấu trúc khoanh tủy này. Phần phía trước là anterior hay là vùng bụng hay là ventral ấy. Phần phía sau là posterior, là vùng lưng ấy hay là dorsal này. Hiện ta thấy vùng tủy ấy, thì sẽ được chia ra này, phía trong và phía ngoài thì gồm có là chất xám này hay là gray matter, và phần bên ngoài là white matter hay là chất trắng này. Ở phần giữa này chính là central canal, tức là liên quan đến vùng ống tủy ấy, ống trung tâm ấy. Vậy thì mình sẽ quan tâm là sừng trước là sừng vận động và sừng sau là sừng cảm giác này. Thì sừng cảm giác tức là nơi để tiếp nhận những cái cảm giác từ các vị trí khác, là afferent neuron này, là sensory neuron ấy, nó sẽ đưa cái cảm giác từ vùng khác về phần spinal cord là phần tủy sống nhé. Ở đây có cái neuron trung gian nhé, và phía trước chính là neuron vận động, là afferent neuron hay là motor neuron. Đó là liên quan đến cái phần cấu trúc giải phẫu của phần tủy sống. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.